Dạ kỳ gâu, chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay trở lại video mới của tiếp theo của mình nữa, thì mình sẽ đi ra một cái cánh đồng này và tìm một cái ông chú. Là ông chú này ngày trước là một cái trong những cái nhân chứng sống chạy giặc bon bót ở cái làng Ba Chúc năm 1978. Ngày xưa ngay đâu đó là chú cũng đã từng trốn trong những cái hang ở núi Tượng, trốn chung với những cái người mà không có được may mắn ở Ba Chúc Chi Tôn mình. Ngày trước chạy giặc bon bót vô những cái hang mà nhiều người đã bị mắc mạng trong những cái hang ở trên núi Tượng. Thì đâu đó là chú trốn ở bên đó mà chú chạy ngược qua phía bên núi Dài mà chú được thoát được cái kiếp nạn bị bon bót truy lùng bằng những con chó săn gì đó. Thì mình được người dân ở đây chia sẻ về cái người đàn ông chú may mắn này đã thấy được những cái hình ảnh mà gây gợn ở trong cái lúc mà bon bót tàn sát những cái người đồng bào bà con ở cái làng quê Ba Chúc. Thì thấy được những hình ảnh những phụ nữ rồi những cái người trẻ em gì đó rất là nhiều, những cái hình ảnh đau thương mất mát ở cái làng mình. Thì ngày hôm nay mình cũng nghe những cái câu chuyện này, thì hôm nay á mình có làm những cái series về cái gọi là hồi ức chạy giặc bon bót năm 1978. Tại vì mình làm cái series này nha, lý do là qua những cái thế hệ này, cái thế hệ của những cái ông bà, những cái cô chú mà tầm khoảng 60 ngoài tuổi thì sẽ không có còn ai mà là nhân chứng sống kể lại cái hồi ức bon bót năm 1978 là do bon bót Khmer Đỏ đã gây ra cho đồng bào Ba Chúc và người dân Việt Nam của mình, đau thương mất mát rất là nhiều. Thì mình hiện tại mình đang ở trên chỗ mà cái gãy của chú ở đây nè, để mình qua hỏi thăm chú, nghe chú kể lại cái hồi ức bon bót nha. Xin đoạn bà nhặt đồ đi. Dạ con chào bà thứ mấy hả bà? Bốt ha, bốt đang làm nhặt đồ hả? Ừ. Thằng ơi, bốt năm nay nhiêu tuổi vậy bà? 67 có 67 nè. Vậy 67 ha. Là mình xài ở đây là mình giặt đồ bằng nước giếng luôn hả bà? Nước giếng thôi. Vậy ha, ở đây có cái giếng hả? Ừ. Giếng này nhiêu năm vậy bà? Lâu lắm rồi. Trời ơi. Cỡ 100 năm vậy không bà bốt? Ông hậu đời. Trước tới giờ. Từ xưa tới giờ luôn ha. Ừ. Giữ thằng lâu vậy ha. Vào những mùa khô nó bị khô không bà? Tôi không gặm vụ này. Vậy khô. Đàn ơi, vậy là bà Út hôm nay nói nhiêu tuổi con quên vậy? 67. 67. Chắc ngày trước bà bố cũng có chạy giặt hả bà? Có. Vậy ha. Lúc trước bố ở đâu bố? Ở trên Ba Chúc á, mà chạy đi cái ở trên núi dài cái nghe nói nó tiến lên núi Dài cái nửa đêm đi trên núi Dài đi không dám ho nữa. Đi ngang đây nè, đá sợ nó gần chết. Ê ơi. Là lúc đó mình ở chỗ nào của Ba Chúc ha bà Bảy? Ở bà Bốn? Ở Ba Chúc mà nó chiếm hết trơn. Nó chiếm Ba Chúc hết. Không, ý con hỏi lúc trước Bốn ở chỗ nào của Ba Chúc mình á? Ngay đường Âu Sâu á. Ừ, có Âu Sâu ha. Ừ. Đây thôi. Bà Bảy ơi, con ở Bà Út ơi, con có nghe là ha, ở đây có ông Bảy gì đó là ngày trước ông chạy giặt bon bót, mà trong cái lúc mà bị bon bót lùa cánh đồng là ông chạy thoát khăn sao mà chạy thoát được đó phải không bà Út? Ừ. Ổng thì nè, ổng suy nghĩ hôm nay nhưng mà ảnh không biết tôi với anh Nam tôi còn sống không, ảnh mà chết nữa rồi không có ai siêu ngồi lạc mã ông bà vậy đó, mà không ai cũng kiếm không ai coi sóc tạm hộ đã đồn gì đó rồi cái ảnh suy nghĩ gì ảnh em để đứa con xuống ảnh nó gục mắng đầu cái đem mấy ông già vô cái nó bắn anh ấy tới thế nha để rớt cái anh biết tiếc tôi chết rồi cái chị Bảy tôi chứ ngồi chứ khóc cái anh Bảy lấy niệm Phật đi khóc cái gì lát nữa mình cũng chết nữa bây giờ mà khóc cái sao anh thấy nó không tầm ngơ nó không giận cái này cái anh ẵm đứa con anh chạy cái chạy tới bốn tới cái hồ tới cái đìa bốn thằng một cá nó nhảy lên nó cầm súng buộc ảnh rồi anh bỏ con xuống anh chạy tắt đi đường đồng á rồi ảnh chạy đi về đấy. Dạ. Vậy là lúc đó ông Bảy phải bỏ con của mình mà chạy thoát thân luôn hả bà?
anh bỏ lần trước anh bỏ rồi bỏ không đành trả lại ảnh nữa. Dạ yeah, bà... lại mà anh nói nếu mà mình chết hết, nếu mà mình không tổng con mà theo thì mình phải chết rồi đó, mà chết hết cũng ít lợi gì đâu. Anh suy nghĩ cho nó chết hết cũng ít lợi gì thôi, mình để con mình chịu đau đau lòng đi mà chạy khó khăn, mình để người ta ủng hộ ông bà cha mẹ mình, chứ mình chết hết cũng ít lợi gì. Tôi biết mình chết hết rồi. Bà Út vậy là lúc đó là bắt hết trơn gia đình của ông Bảy luôn hả? Hồi đó đó thì có biết gì đâu, rồi cái nói vô đó rồi ông Tía tôi không chịu chạy. Anh Bảy tôi, chị Bảy tôi nói chạy đi ông Tía ơi, chạy đi ở. Không, mày còn nhỏ tuổi mày chạy đi, còn tao già tao ở đây tao giữ nhà, tao giữ cổ, giữ nhà, giữ này kia nọ. Mày nhỏ tuổi mày chạy đi, tao già rồi tao có chết cũng được. Rồi cái nấm nếu cái ổng đó thì chết hết. Dạ yeah. Vậy là nhà của chú Bảy đó, ông Bảy đó đâu bà Út? Cũng ngay đường ô sau. Ngay đường ô sau luôn. À, giác này chú Bảy không biết có nhà không? Ông Bảy có nhà không Út? Có mà. Nhà nào Út? Đó. Nhà nào đó hả? Ừ. À, là cái nhà nào? Nhà mắc cái cửa màu xanh nè. Dạ, dạ, để mấy anh em con đi qua bển hỏi thăm ông ơi, ông có kể những cái câu chuyện mà chạy giặt hồi lúc mà ông ở trong bị bên boss mà bắt ra cánh đồng mà ông rất là may mắn được. Anh suy nghĩ nát nước cho anh ấy, muốn ở lại cho nó giết cho chết cho rồi mà. Suy nghĩ là chết hết cũng ít lợi gì đó. Chết bị nó giết chết hết cũng ít lợi gì đó. Anh tóc lên anh chạy đó. Như vậy là trong cái lúc đó là bắt vợ con của ông Bảy rồi cha mẹ anh em này kia hết trơn lùa ra cánh đồng, cái diễn thông mà cánh đồng chết đó phải không cô? Lùa đông lắm, lùa đi cả một mấy công đất luôn, lùa đông á. Dạ. Rồi cái người ta mấy đứa đó bụng tới 3 giờ chiều mà chưa tới mấy 3 giờ chiều hay mấy giờ chiều gì đó mà chưa có ăn cơm được, nó chưa có nấu cơm, nó không cho nấu cơm. Rồi mấy đứa con nít nó đói nó khóc. Rồi nói có cái bà đó biết tiếng Miên. Cái bà này anh nói Hằng ơi, bây giờ nít nó đói bụng quá rồi, cho ngừng lại đi đặng nấu cơm cho nít nó ăn, chứ nó khóc quá chịu hết nổi. Cái nó nói tiếng Miệng nó không sao đâu, đi tới ông lớn thả, rồi tới ông lớn giải thích rồi thả, rồi mình cũng nghe lời nó. Nó nói láo quá, vô vòng dây của nó vậy nè, vòng dây nó bao xanh quá trơn, rồi bắt mình vô chính giữa, rồi nó đem ấy ông già kêu đứng xếp hàng đặng nó giải thích. Mấy ông già có biết gì đâu, đứng nghe lời nó, đứng xếp hàng, giải thích, đứng xếp hàng. A Cáp đẩy rớt anh Bảy tôi, anh biết, mấy ông già chết hết rồi, không còn đâu. Còn nó đi, nó đi kiểm soát lại, nó thấy ông nào còn sốc, thấy không? Là nó, thấy cái lưỡi lê của nó máu không? Anh thấy như vậy. Anh thấy như anh tóc, anh chạy. Anh chạy luôn, anh biết chết. Dạ. Anh chạy. Dạ. Chạy ẩm còn anh chạy. Vậy hả? Rồi cũng cục còn phải bỏ lại người con luôn. Bây giờ giữ lại cái trong cũng như trong cái bà thân nhân của ông, hình như còn mình ông Bảy còn sống sót đó ha. Đứa con gái với thằng trai. Vậy. Đứa con gái thì mẹ nó cõng. Còn ảnh ấy nó chối ảnh. Nó nói mấy ông này là mấy ông gì nè, nó kêu bằng ông gì đó mà nó bắt nó chối ảnh gì nè. Mà anh bợ con ảnh thằng đó 6 tuổi rồi. Bợ ảm đó chứ. Mấy ông nó gặp được ông là nó nói cái gì đó. Nó nói mấy ông nào, ông bên trong ông bên gì đó. Bắt nó chối lại chơi hả? Nó sợ mình chạy thoát. Mấy rồi. Người mà thanh niên bắt chối lại chơi. Dụ mình ha bà. Dụ thấy dạ. Giải thích. Rồi con cảm ơn bà Út rất là nhiều, chúc bố nhiều sức khỏe nha bà. Để con qua con nhờ ông Bảy kể lại cái câu chuyện mà hồi ức chạy giặt năm 78. Con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ. Con chào chú Ba. Chú Ba làm gì chú Ba? Dạ. À mần cỏ ha, mấy gầy chứ không khỏe ha chú. Dạ. Thì hôm bữa con có nhờ chú Ba mà đi ra khám phá cái gò đất của người Khmer á, là gò đất đó rất là linh thiêng. Ngày thì cũng nghe đâu đó là chú Ba cũng là một trong những cái nhân chứng sống mà ngày xưa từng chạy giặt ha chú Ba. Năm 78 chú Ba.
Chú Ba sẵn hôm nay đó, chú Ba kể lại hồi ức mà chạy giặt cho con và khán giả được nghe chú Ba. Nó nói mình nói dốc nói láo, tao không có chịu gì. Chú Ba thì không thích đưa lên mạng này kia hay chú? Ừ. Dạ. Yeah. Chú Ba năm nay 66 tuổi rồi, chú Ba ngày xưa cũng đã từng chạy giặt. Lúc đó là nhà của mình ở đâu hay vậy thôi chú Ba? Ở bên Núi Tượng. Núi Tượng ha. Lúc đó mình ở cái đoạn nào bên Núi Tượng hay chú? Ở đoạn Hoàng cái đó đó. À, vậy là mình ở xóm đường Hoàng hả chú Ba? Ừ. Rồi chú Ba có nhớ là cái ngày mà bon bon nó tràn vô cái làng của mình mà nó sát hại bà con mình không chú? À, mình nhớ ngày do mà chạy không kịp nó đâu mà nó mà nhớ ngày. Dạ. Yeah. Hình như là đúng ngày đó nó mới chàng quýnh mình hay là cái kiểu như sao chú Ba? Mình đâu có biết được lúc đó nó muốn chàng vô rồi đâu ai đâu mà nhớ ngày. Nó chàng vô thì mình thấy không ổn thì mình chạy trước cái gì đó. Mình đâu dám ở. Yeah, lúc đó mình chạy đi đâu hả chú? Thì chạy lên núi Dài đó, chạy núi Dài ở núi Dài giờ. Rồi thấy là nó pháo qua quá pháo rồi mình mới vượt núi qua xuống Chi Tôn, ở Chi Tôn hết một đêm rồi sáng mới đi qua cầu 13 ra nhà Láng ở vài bữa, chừng nào nghe giải tỏa bộ đội giải tỏa thì mình về. Thì bộ đội giải tỏa bữa trước có sao rồi chú Ba về đó. Đàn ơi, là chú Ba về sớm gì luôn hả chú Ba? Thì về coi nhà cửa, về với ông anh thứ hai coi nhà cửa coi còn cái gì. Dạ. Còn cái gì nó đốt rồi, còn vậy với cái gì. Vậy là lúc đó chú Ba theo chân bộ đội mình về luôn ha. Bộ đội nó giải tỏa đội trơn rồi bữa sau là nó đánh xong trơn rồi giải tỏa rồi mình mới về. Dạ. Về nhà mình coi còn cái gì không, đốt rủi mẻ chứ không còn gì đâu. Còn cái bộ lúa đó còn cái bộ lúa không đó thì nó cháy trên hết, ở dưới còn đâu được mớ nhắm vậy đó, mới cào ra lấy cái lớp dưới, còn lớp dưới đó nó cũng còn ăn được chứ không phải là nó cháy hết, nó còn đúng mà mình cào ra nó cũng đỡ khổ, cũng còn lúa ăn, giữa bộ lúa ở đó nhà nào không giữ lúa ăn đó. Thì cái lúc mà mình chạy như vậy rồi gia đình của mình chạy hết luôn hay là có ai ở lại gì không chú Ba? Chạy hết chứ, đi hết nhà luôn chứ đâu có ai ở lại đâu, đâu có người nào cho người nào ở lại. Bây giờ anh em đi hết trơn, đâu có để người nào ở lại. Đã phụ chạy giặt liên rồi mà ở lại cho nó giết nó làm gì. Sao con cũng thấy được nhiều, nghe nhiều bà con cũng ở lại bên chùa hả chú? Cái đó mình không biết, còn với chú, dòng họ của chú, anh em chú là đi hết trơn, gia đình cả nhà đi hết. À, vậy là dòng họ của mình khi nghe tin bon bon nó vàng là bắt đầu chạy liền hả chú? Ừ, chạy liền đâu có ở nó giết làm gì đã. Nó đâu có từ ai đâu, nó qua, nó bắn pháo qua đây rồi, mà ở đó là nó giết làm gì. Vậy là cái ngày chạy đó là bon bon nó pháo kích qua trước rồi mình mới chạy hay sao chứ? Giờ thôi chú. Bắn nó pháo qua làm dữ lắm rồi. Ở trên núi dòm thấy nó đốt nhà bên núi Tượng á, rồi mà mình ở đây mình sợ nó tràn qua bộ đội, lúc đó du kích không à, đâu có bộ đội đâu, mình chạy sao rồi bộ đội mới về mới đánh chứ, lúc đó bộ đội chưa có về nữa. À, vậy là lúc mà chú Ba bon bon nó tràn qua là chú Ba trên núi Dài, chú Ba thấy nó tràn qua luôn hả chú? Thấy đâu có thấy nó tràn đâu, thấy nó đốt nhà vậy thôi, ở đây giờ mình thấy nó đốt lửa đỏ cho nên biết nó đốt nhà rồi. Yeah. Chứ ai đâu dân làm gì đốt nhà. Nó rồi mới chạy cuốn gối đi chứ ở làm cái gì. Rồi sao nghe tin bộ đội giải tỏa, rồi giải tỏa mình mới về nhà mình coi nãy kia còn gì gì không. Dạ. Nó đuổi mẹ hết trơn rồi. Vậy cái lúc mà chú Ba về vậy chú Ba có thấy được những hình ảnh mà bà con người ta bị bom đó nó sát hại bị không chú? Thì đi dọc đường thấy chết mấy người, nó quỳ gối chết bật ngửa ra vậy thôi đó, có nhiêu đó rồi đó. Yeah. Thấy có nhiêu đó chắc rồi mình đi về nhà mình đâu có đi đường tuôn ở đâu. Yeah. Lúc đó đi đường tuôn là mình sợ lắm nha, sợ nguy hiểm, là sợ nó gài miền phóng á. À, bởi vì lúc về là đâu dám đi mà khơi hai chú Ba đi tào lao là nó gài miền phóng là không có chết.
không có chết người mà cục giò, cục ngang đây nè. Đó. Nó chạy miệng đó đó. Nó không chết người mà nó cục giò mất đi cưa. Như vậy đó. Miệng của nó độc thiệt. Rồi sau này lòn lòn xong xóm nhà đồ trong vườn rồi nó cũng gài vậy rồi bộ đội á. Bộ đội mới đánh xong cho rồi nó mới về. Về nghe nói có mìn nó gầy mìn phóng mình gì đó dân cục giò đó, rồi bộ đội tao mới đi ra, người ta ra người ta lấy mấy, còn nhiều khi cũng còn sót đó, còn cũng có một hai người cũng bị gì đó bị nổ cục giò vậy đó, cũng phải chịu thôi chứ sao giờ đâu có biết nó gầy hư chỗ nào đâu, dùng nó gầy đâu ruộng tương mình có biết được đâu. Ừ. Nổ cục giò cũng có người anh em cũng bị là cục giò cũng gì họ chạy giặt không cục giò gì nhà mà cục giò đó phải lý do đó đó, nó dài mình đâu có biết ở đâu đâu. Dạ. Phải nổ rồi nghe cái phình nổ đi rồi chở đi bệnh viện cưa giò vậy thôi đó. Rồi từ đó tới sau mới sợ mấy người bộ đội mới đi gỡ đồ này kia, trời bộ đội lúc đó cực lắm trời, còn gì bộ đội dở mình đánh. Chú Ba, cái lúc mà mình về là cái làng của mình, chắc quê mình, cái chỗ nhà khúc nhà mình, chắc nhà cửa đâu còn gì ha chú? Trời ơi, điêu tàn hết trơn, là nó nói nó đốt cháy sạch sẽ hết trơn. Vậy là nhà nào nó cũng xử hết luôn? Nó đốt vậy đó, có cái cháy hết, có cái cháy không hết, nó cũng còn vậy. Chú Ba chắc mới về nhìn cái đó mà chắc cảnh hình ảnh đó muốn khóc luôn hả chú Ba? Trời, khóc thì giờ mình thấy tối tăm mày mặt hết trơn, lo vô sẵn đồ cào bộ lúa của nhà mình ra cho nó ấy, cho nó lấy cái lớp dưới lên để dành ăn nó, rồi nó về xong hết trơn đi dọn đi làm đất rồi làm rẫy lại kiếm ăn lại làm rẫy nuôi sống gia đình anh em chứ đâu có dám ấy. Lúc đó khổ lắm trời ơi, không phải sung sướng đâu, chạy giặt miên về cực khổ lắm. Chắc lúc về là mình phải tạo dựng lại này kia các thứ này kia giống như reset lại từ đầu hả chú Ba? Ừ, vậy chứ nó đốt mẹ chứ, nhà cửa còn gì đâu về. Mà với lại lúc đó kinh tế này kia mình đâu có còn cái gì đâu mà phục dựng, chắc con nghĩ là một thời gian cũng khá là cực đó hả chú Ba? Cực lắm, về mới làm lụng này kia mới sống lại chứ không làm để đâu thì sống. Lúc đó là chú Ba được mấy anh em hả? 5-6 anh em rồi. Vậy là chú cũng là người lớn, cũng lúc đó mình cũng được mười mấy 20 gì hả chú? Chưa đâu, mới mười mấy tuổi. 66 thì tới giờ cũng mười mấy tuổi hả? Lúc đó cũng mười mấy rồi. Ừ. Cũng mười mấy tuổi. Cũng có khó sống lắm, đâu phải dễ sống. Là cái dỗ ẩu là bị miền phóng của nó nổ cục giò tại trơn, nó mới chơi dài độc không. Dài đi cục giò nhóc. Ừ, cái xứ mình hay chú? Thì nhà đất ai nói gì nó ở vậy đó, nó gài trong vườn mình đâu có biết đâu. Dạ. Ai hên xui ngay đi ngay thì là dính. À bây giờ con đi ở vòng vòng ở núi tượng của mình, con thấy có một số chú bị cái tay, bị tay rồi bị chân này kia đồ. Là chắc là do cái tác hại của mấy bên boss nó để lại đấy hay chú Ba? Nhiều khi mấy người đó đúng là bên boss để lại chứ nhiều khi rồi đó bị trước cái người đi quỵ cục tay mình không biết, nó bị nhiều người lắm mình đâu có biết hết được. Dạng người đi bộ đội đi cờ hồi đó đi đến quỵ cục tay cũng có, mà ra số cục giò là bị miền phóng của nó nhỏ cũng bị nhiều lắm. Con nghe đâu đó là nó trâu bò đi cũng bị mà nó phải không chú? Rồi nó gài đi dướng đâu là té đó vậy nè, ai đi đất vườn của mình như đất nhà vậy đó, đi với nó gài biết đường đâu. Vậy là ngày trước mà đi kiểu khơi về là không dám đi đâu hai chú Ba? Không dám đi đâu, đi khơi là nổ cục giò đó. Dạ.
ý là bộ đội gỡ đó mà còn sót nó đừng có nói nó gài rùm trong đồ nó có biết đâu. Đội từ gà có mấy gà đó mà còn sót còn dân còn bị nổ nó cục giò đó. Chứ không phải tầm thường đó. Cái này mình trồng được nhiêu công hả chú ba? Tới một công. Công hả? Mà ở đây thì con thấy chú ba trồng cái gì củ, hình như củ sắn với mồng tơi. Hình như củ sắn này là chú ba xài, mình lấy củ hay là lấy hạt gì đó hả chú? Hạt ha. Là lên giống đó hả chú? Ừ. Rồi bình thường là mình đi ra mình nhổ những cái cỏ gì đó ha. Ừ. Để ba đâu không làm tiếp với chú? Ở nhà không à, nhà tiễn làm tiếp à, vậy là thím ba ở nhà để mà nội trợ gia đình ha. Ừ. Chú thì ra đồng ra gãy không hả chú? Ừ. Chú nhổ những cây cỏ này nè, cỏ gì làm gì đó tối ngày. Dạ. Giặt nó không có thời gian đâu nha chú ba. Có thời gian đâu mà con thấy làm gãy là như là phải xuyên suốt ngoài đồng luôn chứ không phải như kiểu làm lúa đâu hả chú? Làm lúa nói chung ta làm lúa ta còn được nghỉ ngơi 3 tháng ta còn nghỉ ngơi, còn cái làm rẫy này á thì không có được nghỉ ngơi. Làm rẫy thì vậy đó, 24/24 ngày nào cũng xuyên suốt ở ngoài đồng rẫy vậy đó, sáng bằng tới chiều về, không muốn về giờ nào về vậy đó. Dạ. Chú coi chủ yếu là mình ra mình coi cỏ với mà cắt tỉa gọt gì đó luôn mấy cái ấy đó hả chú ba? Tỉa gọt rồi xịt sọt rồi tùm lum hết trơn á. Dạ, tính ra là đâu có thời gian đâu mà ấy ta. Dạ đâu không. Nói chung mà từ lúc mà mình gieo hạt tới mình làm cho tới khi mà thu hoạch thôi hả chú? Ừ. Làm hoài đó nó có ngày nghỉ ra. Dạ. Còn cỏ coi đồ có bệnh hoạn này kia cái nọ không? Mà con nghĩ chắc thời trước của chú ba chắc kiếm tiền đồ này kia các cực khổ lắm hả chú ba? Trời, phải dễ kiếm tiền đó. Khó kiếm như hơn bây giờ lắm hả chú? Nào cũng khó có kiếm tiền chứ, đồng tiền làm cực khổ lắm có đồng tiền chứ. Không phải nói không có đồng tiền mà dễ đâu. Dạ. Chú ba cho con hỏi là ngày trước ở đây mình cũng có chợ búa không, giống như cái thời chú thời mà mình chạy giặt á? Có chợ Y Rang, chợ Bá Trúc mình vậy đó, Y Rang cũng có chợ đàng hoàng vậy đó. À, cũng có chợ ha. Ừ. Chợ búa cũng Y Rang vậy luôn đó, rồi sau này mới sửa chữa lại. Để nó thành lập cái sửa chữa lại. Cũng lốt banh này mới sửa chữa lại, sau này nó xây dựng lại càng ngày càng phát triển. Mà ông chính quyền cũng sửa chữa lại, nhà chợ lại. Dạ. Mà chú ba lúc mà về vậy, chú ba có đi theo mấy cái chú cô gì ở đây mà mình thu gom những cái thi thể của bà con đồng bào mình đây không chú? Không ha, không có đi. Phần lúc đó công việc cũng ai cũng có việc để làm chứ, chú mới về phục vụ lại gia đình không thấy cũng đắm đuối rồi. Không, chuyện nhà không kịp, nó có là đi gom ở đó gặp có người sẽ gom chứ không chính quyền sẽ gom. Chú ba chắc lúc mới về chắc bà con mình về cũng đâu có đông gì hả chú, hạn chế ít người về mới dám về ha. Thì về ra nó giải tỏa rồi, đất ai nó về nhà ai nó có ai cũng về hết trơn, cả trước về trước người về sau vậy đó. Dạ. Vậy có nhà cửa có làm sao còn hay gì đó đó phục hồi lại sửa chữa lại đang ở chứ nó đốt hết rồi không về sửa chữa lại nhà đâu mà ở, mưa gió là ở đâu. Nói chung nó vậy. Là cái xóm của chú là lúc mình ở đó là người ta cũng chạy hết rồi, bà con chạy hết nên không đâu quay mà ở lại mà bị sát hại ở trong cái xóm mình hay chú? Không, chạy hết luôn. Ai có gan ở lại rồi. Dạ. Không gan chạy, nhát chạy hết. Lúc đó chú ba có đi qua chùa mình xem hay những cái bên kia không chú? Không, không có đi qua chùa. Nếu mình sợ mình không dám đi hay sao chú ba? Đúng rồi, sợ không dám đi. Mình sợ cái này cái kia trên đường gặp á ha. Sợ đi vô chùa này kia, mình sợ nó có gài được trong chùa, không có biết đâu, nổ cục giò, công báo nữa. Dùng khốn tiền nghèo nữa. Dạ, bởi vì con hỏi các cô, các chú lớn tuổi nè. Ngày trước cũng đâu dám đi câu cái này kia như bây giờ, mà đi tới đi lui nó không thả đâu, đi về sợ thấy mù luôn.
Vậy chứ lỡ mà nó nổ cục dột thôi, chứ tiền bạc đâu, nó chạy giặt gì không tiền cũng bạc, sống mà lấy đâu sao chịu nổi. Dạ. Bởi vì nhiều khi mình cũng muốn đi làm tiếp nhưng mà không có làm đi được ha chú ạ. Nhà ai nó ở mình ai nó đi làm á. Dọn đất. Cái đó là thằng này nói lo mà về mưu sinh này ha chú. Ừ. Chứ lúc đó ai cũng đâu có làm gì được tiền đâu mà giúp đỡ nhau đâu mà như thời buổi giờ đâu. Bởi vì ai nó giúp đỡ ai đâu mà ai nó lo kinh tế về sống. Lo lại tu bổ lại nhà cửa, lo làm ăn. Đốt nhà hết mẹ rồi còn của cải gì nữa, banh hết trơn. Ừ. Phải chịu thôi chứ sao bây giờ. Dạ. Bởi vì những cái thế hệ như con đâu có biết nỗi cực khổ của những người lớn như cỡ tuổi chú ba ở đây. Mà những cái cụ lớn tuổi hơn ngày trước nữa, cũng thấy là cái cuộc sống này đó rất là gian nan, gian chăn, đủ thứ hết trơn hay chứ. Phải lo với cơm, áo, gạo, tiền, rồi những cái gì đó nó đủ thứ hết. Vì giữa sự sống và cái chết nữa. Bởi vì đâu phải dễ sống đâu, phải nhặt về nguy hiểm. Đó là... Lúc đó, chắc, lúc đó là bà con mình đây đâu có đi chợ, hồi đó nếu đi chợ rồi xa, đi xe, đi bộ không Pháp chú? Ừ. Không phải bây giờ mà có xe chạy cái là tới liền đâu ha. Hồi đó đi bộ không, có xe đạp là ngon lành lắm rồi. Dạ, tính ra đi Chi Tôn hoặc là đi Tịnh Biên, Châu Đốc là đi lộ bộ không ha, hai chú ba? Ừ. À, đi Chi Tôn rồi... Cái thời đó ở đây xe... là mình có xe đò chứ chú ba? Có. Có ha? Ừ. Có chứ không có. Còn những cái đường mà Lạc Quế gì đó là sau này mới có đường ha hả chú? Những cái, thời, những cái thời chú là có chưa? Có rồi, Quế nó có đường rồi chứ không cái đường mà đi đi tắt về Châu Đốc từ mới giờ đó chú. Lúc đó đường đó mình coi có chứ ha? Đường đó sau này mới không làm lợi cái đường có hồi nào giờ, nhưng mà sau này mới không có làm lợi thôi. Dạ. Sửa chữa lại chứ đó, con đường đó đường cũ mà ông đâu có sửa chữa, sau này mới ông mới sửa chữa lại. Dạ. Chứ đó đâu có sửa chữa đâu, sau này kinh phí mà không có mới làm. Lúc đó là chùa bọng đồ này kia cũng còn nguyên không chú ba? Còn là nó cũng không đốt hả chú? Đốt không có đốt, chùa đốt nó không cháy sao không biết đâu, mình cũng đâu biết luôn. Dạ. Vì thấy chùa còn nguyên, thấy nguyên mà nói nguyên thì thôi, thì nó không có đốt không chừng mình không biết được nữa. Dạ. Cái gì đó. Thì con thì suy nghĩ con tưởng tượng là giống như là ở nhà bà con mình còn đốt kiểu đó, như chùa miếu này kia cũng làm luôn quá. Nhưng mà sự cái lúc đó là còn luôn hả chú? Ừ. Đúng giờ trời. Rồi. Giờ không hết việc làm. Yeah. Giờ đi về 4 giờ đó. Sớm giờ là sáng giờ làm được mấy luống rồi chú ba? Trời ơi, làm ra giờ nó điện cắt đồ, đi cắt đồ bỏ chợ nãy mới về đó. Ra nhổ mới được cái luống này với luống đó nãy vậy đó. Yeah. Vậy là mình có mồng tơi nè, rồi vậy là bà con người ta điện đặt mồng tơi hả chú? Ừ. Ồ, mồng tơi tốt quá ha. Mà mồng tơi giờ cắt cái kiểu như là nó lú đọt non non lên kiểu này là cắt rồi chứ đâu phải như hồi xưa mà trồng vàng gì đó chú ba? Tùy theo người, người ta trồng con đợt một nó nhổ nó bỏ rồi, còn mình tiếc mình để nó ăn hoài. À, vậy là sau này bà con bán kiểu chợ, bởi vì thấy con thấy là nhổ nguyên gốc rễ đó không chú? Nhổ nguyên gốc rễ mà nó cũng cắt vậy đó, nhưng mà người ta ăn lứa một rồi bỏ. Như có chú thì chú để chú ăn lai rai rai vậy đó. Yeah. Ăn hoài chừng nào nó chê đọt ốm thì bỏ. Vậy ha, chứ con thấy là mấy cái đọt này nó cũng tươi tốt lắm, nhìn ngon lắm luôn. Thì mấy đọt nó còn mập rồi nó không có chê, chừng nào nó chê đọt ốm thì mình bỏ, mình nghỉ. Yeah. Vậy đó. Rồi mình mới gieo lại cái mới ha. Ừ. Chú thì chú trồng chiên canh luôn, chiên canh cho lưng canh giống kiểu mà vừa củ sắn vừa mồng tơi. Ở bên kia thì con thấy được trồng những cái quế ha chú? Quế. Quế ha, bên cạnh bên mình đó, đây mồng tơi. Rồi xung quanh đây là mì với xả.
Thôi, hết giờ rồi về. Dạ. Đúng rồi, tôi bỏ lại. Công mai tính tiếp hay chưa ạ? Mới tiếp nó làm công chuyện. Thức đêm, về nghỉ ngơi. Ngày mới nằm nghỉ, điện cắt đồ đi điện luôn, nghỉ ngơi rồi được. Lúc về mới chèo được cái giọng. Vậy hả? Tới nữa hả? Điện đi cắt đồ cho nó, đi luôn chứ sao giờ mới mang. Dạ. Chứ chú bà nói là dùng đất ở đây cũng yếu yếu ra đây là chạy liền hả chú bà? Chết gì. Rồi chú bà cho nội không có vụ gò thiêu bà không kể, không là con thấy con gúng mình nữa. Trời ơi nhầm rồi. Thôi đi về. Dạ. Rồi chắc video của mình kết thúc ở đây, của chú anh chị, hẹn của chú anh chị video sắp 4 tới. 4 giờ nha. Rồi. Ok. Và hết giờ đi làm việc rồi, mình cũng đi vô luôn. Nghe chú bà kể đại khái về cái hồi ức chạy giặc năm 78 đại khái vậy thôi, những hình ảnh mà nói chung là những cái túi tuổi như chú ba ở đây 6 ngoài 70 gì đó là những hình ảnh thấy rất là nhiều người khi kể lại bon bót hồi ức. Nhưng mấy chục năm vậy mà vẫn còn nhớ như in hả chú ba? Ừ. Không có quên được hả chú? Mình ít gì đâu. Ủa cái đó con thấy chú ba cắt là mình cắt bỏ để mình lấy cái hạt gì hả? Cái trái đó hả? À, là mình... để ra trái nè, bây giờ trái cục cục không, không đủ giống làm lại không á. Vậy yeah. Là mình phải tuyển những cái bông không được tốt là mình phải bỏ nó hả chú? Bỏ gì nó không có gì, mất quá bỏ cho con nó được trái. Dạ, yeah. Chứ cũ thì mình không 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 có ấy bán ha. Dạ. Ủa cái này là đậu đũa hay con thấy con số trái nè. Trời nó khùng khùng mỗi năm đậu đũa nó bò vậy, trái gì nó liệt nhắn vậy nó khùng hết trơn. Mà gì được. Do nắng hạn quá hôm trước hay sao chú ba? Dạ, thấy đậu đũa này là xào là hết sảy luôn ha. Dạ, đậu đũa nè. Bị bệnh. Bệnh hả chú? Thấy không? Không gió nó cọ đâu. Thấy không nè. Bị thời tiết đó. Sọc ha. Ừ nè, nó bị như sọc này nè, nó bị thời tiết chứ không phải ấy nè, tao không có rồi thấy không? Dạ. Thấy cái lũ đũa nó ngon không? Bây giờ mà dài không nó bị nó bị. Dạ, hấp dẫn ha. Ừ, nó không bị giờ không biết nó bị rồi nó bị đó. Cái trái này là nó già hay sao chú ba, hay là ngon? Già dạ, chưa giống. À chưa giống. Giống là nửa một tỉa rồi. Dạ. Chú ba có một cái cần chòi rất là im nha. Nghỉ trưa rồi ha chú ba, nắng mưa rồi. Ủa này cũng hết rồi, nghỉ không được mưa rồi chứ mưa gió chạy đâu. Dạ. Giờ này là gió hả lập lộng luôn. Ừ.